Rồi, chào cô chú anh chị em mình nha, chúc cô chú anh chị em mình một buổi tối thật vui vẻ ha. Lại là em Tân đây, thanh lý vài con tivi cho anh em mình tham khảo ha. Tết tới gọi anh em ơi, thanh lý hết, xả hết cho anh em mình chơi Tết luôn ha. Chứ em cũng thu hồi vốn anh em ơi. Rồi, duy nhất cho anh em mình bữa nay ở xa nha, duy nhất đêm nay là free ship nha. Rồi anh em mua từ bữa nay tới ngày mai là free ship cho anh em nha, bữa cuối cùng nha anh em. Bữa cuối cùng là phi ship ha. Rồi anh em ở xa thì vô ghé được, em mua thì em bán ha. Còn phi ship cho anh em ở vùng ngoài nha. Anh em mà từ phi ship cho anh em từ Đồng Nai với ra nha. Rồi duy nhất bữa nay anh em ơi, bữa nay thứ hai, tối thứ hai và sáng thứ ba nha anh em. Thứ ba thì em chỉ gửi hàng được bữa thứ ba thôi nha. Rồi trước mắt anh em là một con 50 inch Samsung mà hình đẹp cực kỳ đó nữa anh em ơi. 50 inch Samsung mà hình đẹp cực kỳ, mới thu của khách nè. Con này có mạng luôn nha anh em. Con này là có mạng luôn nha, nhưng mà hiện tại thì em thu của khách á mà quên lấy cái remote anh em ơi. Đổi của khách cái bự rồi thu cái này về nè. Mà hồi chiều gấp quá rồi không lấy remote về. Rồi bây giờ em đang kết nối cái đầu bóc ha, không có remote về là mình không bắt được cái menu đâu, chứ bật nguồn có cái nút bên hông á. Rồi mình nhấn lên thì chỉ mở nguồn thôi chứ không bắt được chức năng của nó ha. Con này thì có mạng nha anh em. Rồi con này 50 inch An Sang Vô, đẹp cực kỳ, thanh lý 3 triệu anh em ơi. An Sang Vô 50 inch, màn hình zin đẹp cực kỳ luôn ha, không lỗi lầm ha, thanh lý cho anh em mình 3 triệu ha. 3 triệu 50 inch An Sang Vô, thanh lý 3 triệu anh em ơi. Phi ship cho anh em mình luôn. Rồi chơi lớn luôn anh em ơi. Rồi 50 inch Capper 4 triệu 500 ngàn, màn hình mới đẹp cực kỳ, bảo hành 2 tháng, chạy hệ thống Android ha. Tải được nhiều ứng dụng camera với Bluetooth, Wi-Fi, giọng nói đầy đủ chức năng anh em ha. Đó, mở camera cho anh em mình coi nè. Để anh em mình nói em nhầm mấy anh em mà chưa có coi để cái video của em đăng á. Anh em không tin ha. Để em mở cái đầu mất tiêu rồi. Đó. Để mở cái cam mới tải về đâu rồi. Em dứt vít đâu rồi. Đây. Đó, em mở cam cho anh em coi luôn ha. Nó tải được camera luôn ha. Giá 4 triệu 500 ngàn ha. Nè, mở cái cam trước cửa em nhắc tối nè. Đèn giờ cái bảng hiệu nó cà chớp. Anh em ơi nhìn cho nên khó nhìn quá. Cái bảng hiệu em nó xài đèn LED chớp á. Cho nên nó nhìn cà chớp. Rồi cái này nó trông nhìn ra dễ hơn nè. Rồi. 50 inch lên mạng wifi Android điều hành giá 4 triệu 500 ngàn, phay ship cho anh em mình luôn nha. Rồi con này thì Sony 49 inch lên mạng wifi chạy hệ điều hành Android, có giọng nói tìm kiếm kết nối Bluetooth rồi đầy đủ chức năng anh em ơi. Đây con này đầy đủ chức năng nha. Đó hệ hình Android, hình ảnh 4K đẹp cực kỳ sắc nét luôn anh em ơi. Đó con này 4 triệu 600 ngàn, anh em mình chơi được con này chơi ha. Sony 49 inch, màn hình 4K đẹp cực kỳ, lên mạng wifi có giọng nói kết nối Bluetooth luôn ha. Có giọng nói tìm kiếm ha. Màn hình 4K đẹp cực kỳ luôn em ơi. Giá 4 triệu 600 ngàn ha. Hình ảnh đẹp cực kỳ sắc nét anh em ơi. Hình ảnh 4K ha. Sony 49 inch, màn hình sắc nét đẹp cực kỳ luôn. Hình ảnh 4K ha. Giọng nói tìm kiếm kết nối Bluetooth cho anh em mình chơi lo kẹo kéo luôn ha. Đó anh em coi nè, sắc nét từng chi tiết luôn nha anh em, màn hình 4K mà. Đó, anh em coi đẹp thấy ghê không? Sắc nét quá trời luôn, Sony thì đứng đầu thương hiệu rồi anh em ơi. TV thì nói Sony thì nó đứng đầu ha, hình ảnh đẹp cực kỳ sắc nét ha. 49 inch Sony full chức năng, hệ điều hành Android, giọng nói tìm kiếm đầy đủ chức năng luôn, giá 4 triệu 600.000 ha. Anh em chơi được chơi nha. Rồi. LG màn hình mới bảo hành 6 tháng anh em ơi, 4 triệu 200.000 lên mạng wifi, giọng nói tìm kiếm có chuột bay luôn nè anh em. Đây. Đó, bắt cho anh em coi nè, nó chuột bay nè. Đó, chuột bay này ha. Có bầu Bluetooth kết nối là kéo kéo luôn nha anh em. Đó, chuột bay nè, giọng nói nè. Có giọng nói luôn nè. Bấm nó nói cho anh em coi nè. Karaoke tình đẹp. Karaoke tình nhạc phai. Đó, lên liền. Siêu mượt, siêu nhanh luôn anh em ơi, bấm ra lên liền ha, nó đang chạy đó. Tại vì cái mạng nhà em đang kết nối mười mấy camera rồi thêm mười mấy tivi nữa cho nên nó quay thôi, chứ nếu anh em mà nhà mà mình xài một tivi hoặc 4-5 cái điện thoại không thì nó không quay đâu anh em. Tại đây em xài tới cỡ 50-60 thiết bị lên kết nối cái cục wifi nhà em á, cho nên nó hơi chậm anh em thông cảm ha. Chứ tivi dòng này nó mượt lắm anh em, nhanh lẹ lắm ha.
Đó, âm thanh thì hay lắm nha, tại vì em nở nhiều cái quá mà cái nào cũng âm thanh lớn thì nó ồn quá anh em ha. Nên không cảm ha, anh em mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em kết bạn Zalo cho em, cái em gửi chi tiết cho anh em coi ha. Rồi. LG 40 bên có chân để bàn, lên mạng wifi full chức năng, có giọng nói kết nối bluetooth chuột bài luôn, 4.200.000 bảo hành cho anh em mình 6 tháng ha, free ship cho anh em mình luôn nha. Rồi, miễn phí ship toàn quốc cho anh em luôn nha. Rồi, tiếp là con Samsung 40 bên lên mạng wifi, màn hình mới bảo hành 6 tháng anh em ơi. Đây. Con này em còn 2 con ha. Đó, đây một con, đằng kia một con nha. Giá là 3.800.000 bảo hành cho cô chú anh chị em mình xài là 6 tháng luôn ha. Miễn phí ship cho anh em luôn nha. Rồi, bữa nay là chơi là chia ăn khách hàng, chia cho anh em mình luôn. Giao lưu anh em mình luôn là miễn phí ship luôn ha. Rồi. Con này LG 43 inch lên mạng wifi đầy đủ chức năng, full chức năng, cũng có giọng nói tìm kiếm y chang như con kia anh em. Chức năng cũng y chang luôn ha. Con này giá 2.500.000 ha, nó cũng y chang con kia luôn ha. Cũng có giọng nói, kết nối bluetooth, wifi siêu mượt, đầy đủ chức năng y chang như cái con 4.2 đây anh em, nhưng mà con này chỉ 2.500.000 thôi. Đó. Anh em chơi em free ship cho anh em con này luôn nha. LG 43 inch lên mạng wifi, có kết nối wifi, có giọng nói tìm kiếm, kết nối bluetooth, có chân để bàn, 2.500.000 bao ship anh em ơi. Rồi, anh em mà yêu dòng Sony á, thì em còn em một con Sony ha. Sony 4 bên màn hình 4K lên mạng wifi đẹp cực kỳ luôn em ơi, màn hình 4K ha, chạy hệ thành Android luôn ha. Có giọng nói kết nối bluetooth ha, đầy đủ chức năng luôn ha. Đây, Android thì nó như vậy anh em. Nó Android nó có cái thằng CH Play to đó anh em. Của điện thoại thì là CH Play, còn của TV thì nó là Play to ha, nó vậy thôi chứ cũng như xe lay muốn tải gì mình vô đây ha. Rồi, màn hình mới chưa lột tem nè anh em, có kiến nào còn nguyên nè ha. Chưa lột anh em về mình lột ra thì lột, không lột mình để miếng kiến cho nó đẹp cũng được ha. Rồi, con này Android siêu mượt, giọng nói tìm kiếm, có kết nối bluetooth luôn. Tặng anh em cái đồng bót mới có lên mạng giọng nói luôn ha. Giá con này là 4.600.000 ha, bao ship cho anh em luôn ha. Anh em có mua thì tranh thủ chỉ ngày mai là em còn gửi xa được thôi nha anh em. Bên công ty vận chuyển thì nó không nhận hàng nữa nha anh em. Chỉ anh em ở gần gần lân cận thì có xe ôm ra cho anh em ha. Rồi. Rồi, cảm ơn anh em quan tâm rất nhiều nha. Dưới em còn 55 inch anh em, 55 inch còn mấy con nha, Sony, Samsung, Copper cũng còn luôn ha. Rồi, 32 inch 2.200.000, Samsung dòng N, dòng đời cao lên mạng nhanh mượt cực kỳ luôn anh em ơi, hình ảnh này sắc nét cực kỳ luôn ha. Đó. Con này em bán 2.200.000 em ơi. Samsung dòng N đời cao anh em ơi. 2.200.000 hình ảnh đẹp cực kỳ luôn ha. Có cổng optical cho anh em mình kết nối lo kéo luôn ha. Con này thì nó không có bluetooth luôn nha anh em. Nó chỉ có lên mạng wifi siêu mượt. Đó, hình ảnh đẹp, đó, nhanh mượt cực kỳ ha. Đây bắt cho anh em coi nè. Giờ ok là hát liền ha. Dù mạng rất kết nối rất nhiều tivi, mạng yếu cỡ này yếu nhưng mà nó bật lên hát liền ha. Đó anh em thấy không? Nó không quay miếng nào luôn ha, bật là hát liền nha. Bởi dòng này dòng N đời cao, mạng nhanh mượt ha. Em thì có sao nói gì anh em mình chơi chơi nha. Cái nào nhanh nhanh chậm nói chậm, cái đó chậm thì nói chậm. Anh em biết đường anh em mình tính ha. Anh em mình nhắm mình muốn có khả năng mình chơi con nào mình chơi con đó ha. Hoặc thích thì chơi thôi anh em ha. Đó, có sao thì nói vậy, thì anh em mình cái nào mình vừa ý được mình chơi ha. Em không có cái nào cũng nói ngon đâu. Cái nào ngon thì nó ngon, dở nó dở cho anh em mình đường tính anh em ơi. Em bán nhiều cái mà, cái nào anh em mà thích được cái nào thích chơi cái đó chứ không gì hết. Rồi, con này là Sony 32 inch lên mạng wifi, màn hình mới bảo hành cho anh em mình là 3 tháng ha. Hình ảnh thì đẹp cực kỳ sắc nét anh em ơi. Con này 2.500.000 anh em. Đó, 2.500.000 Sony 32 inch. Này vô cái tài khoản còn coi game không vậy. Rồi. Con này đang mới đăng nhập vô nó chạy hơi chậm anh em ơi. Thì em thấy con này nó chạy chậm hơn cái con Samsung dưới ha. Rồi, thì em thấy thôi anh em mình nó đam mê được con nào mình chơi ha. Cái này chậm thì nó chậm nha, nó con dưới nó chạy nhanh hơn chút ha. Mà con Sony này được cái hình ảnh này nó nét lắm nha anh em. Đó, anh em thấy là anh em nó xài dùng Sony thì biết ha. Hình ảnh thì cực kỳ nét, dưới con này nó có gắt 3.5 ăn sao cho mình kết nối là kẹo kéo ha. Giá là 2.500.000 nha anh em. Đó. Sony 32 inch màn hình mới lên mạng wifi đầy đủ chức năng ha. Đó.
có cái gắt 3.5 ở sau cho anh em mình kết nối lo kéo ha. Rồi anh em quan tâm liên hệ trực tiếp số điện thoại em ha. Đây, rồi cảm ơn anh em quan tâm theo dõi rất nhiều.